của bạn Phạm Văn Công ở Xuân Mai, Hà Tây. Anh chị ơi, nhớ như một người mới chỉ quen được 2 tháng thì có phải là yêu không? Bác sĩ Quick bắt bệnh hộ bệnh nhân Công đi. Triệu chứng chưa rõ lắm. Y tá Snow đọc tiếp hồ sơ bệnh án xem nào. Không hiểu sao cô ấy cứ luôn xuất hiện trong tâm trí em. Đã rất nhiều lần em mơ thấy cô ấy. Mà anh chị ơi, hình như có cái gì đó cứ giữ cô ấy lại trong não của em á. Em đã cố gắng quên đi mà không được. Liệu thế có phải là em đã yêu không hả anh chị? Chắc chắn là em đang mắc bệnh cảm mà không cúm rồi. Còn đã yêu hay chưa thì một giáo sư đầu ngành như Quýt tôi đây cũng phải tra cứu tài liệu thêm một tí nhỉ. Y tá Snow đâu? Không biết. À quên, y tá trưởng Snow, xin lỗi. Y tá trưởng lấy cho tôi cuốn Cẩm nang tra cứu các bệnh về yêu. Đọc to hộ tôi trang 2320. Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ, rồi khi người ấy vắng mặt bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm. Lúc đó bạn đã yêu. Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười, nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy. Lúc đó bạn đã yêu. Mặc dù người ấy đã gọi điện về thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn, nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy. Lúc đó bạn đã yêu. Bạn luôn thích thú với một email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác. Lúc đó bạn đã yêu. Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những màu tin trong inbox hay send item chỉ bởi một email từ người ấy, lúc đó bạn đã yêu. Khi bạn có một cặp vé đi xem phim, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy, lúc đó bạn đã yêu. Bạn luôn tự nhủ rằng người ấy chỉ là bạn thôi, nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy, lúc đó bạn đã yêu. Khi bạn nghe những dòng chữ vừa rồi, nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn, lúc đó bạn đã yêu và đã yêu người ấy. Thế nào bạn Phạm Văn Công, với những thông tin như thế đã đủ giúp bạn tự bắt bệnh cho mình chưa? Nếu chưa, tặng thêm cho bạn ca khúc Beautiful Soul của Jesse McCartney, gửi đến cô ấy là Nguyễn Thị Trang Nhung, số 109, tổ 6, phường Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Tây. Nhung à, chúc Nhung bước sang tuổi mới thêm vui vẻ nhé. Cảm ơn thiên nhiên và thời gian đã cho tôi gặp bạn. Rất mong bạn cho tôi một cơ hội làm quen. Chà, tên Nhung thảo nào mà hay gieo rắc nhớ Nhung chứ. I don't want another pretty face. I don't want just anyone hold. I don't want my love to go to waste. I want you and your beautiful soul. I know that you are something special to you. I'd be always grateful. Just